Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Phía trong là bắt đầu là khán giả đóng. Dạ em chào chị. Chào quý quá. Dạ Ngân Xuân đây chị ơi. Ngân Xuân, khán giả của em kìa. Chị Ngân Xuân kia này chị. Ngân Xuân đây này. Dạ. Cô chú anh chị ơi. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đây khán giả của Nắng Xuân này mọi người. À, ca sĩ Thùy Trang mọi người ơi. Dạ, dạ Vũ Linh. Dạ đúng rồi chị. Anh lấy đồ hả? Đặt hàng anh Khoa ơi. Dạ không. Dạ. Quá hảo luôn. Tâm sẽ phốt đó không? Dạ không. Nhớ cái lớn con nhỏ tụi em gì không nhớ gì vậy? Coi nhiều lắm. Vậy hả? Vậy từ đâu đến chị? Ở châu Âu hả? Ở Thụy Sĩ. Thụy Sĩ. Thụy Sĩ luôn. Việt kiều Thụy Sĩ mọi người ơi. Quá trời luôn. Chị ơi, chị tên gì chị? Chị hả? Ở đây thì có gần mấy em là anh Tinh Ba Miền nè, anh Hậu Nhân Vlog nè. Rồi, chị em là Ngọc Nhi Vlog nè. Với chị Nắng Sinh. Nắng sao đúng rồi. Chị hay coi mấy em lắm. Nhiều quá, chị coi hết. Dạ. Em đi ra coi cho mấy em. Chị ơi, chị giống ca sĩ quá hả? Ủa, ca sĩ gì vậy? Giống ca sĩ Thùy Trang. Vậy hả? Thôi giống giống thôi. Thôi giống thôi, giống giống. Chị cũng Tinh Trang. Chị cũng Tinh Trang luôn hả? Không, phải không đi shop cũng hộp rồi. Chị là chị Tinh Trang luôn. Dạ. Cô đại em biết cho nó ghét lên chỗ luôn. Chị ơi. Thôi bỏ qua chị. Em út mà. Ờ, phải nói là Việt kiều đến từ châu Âu nha cả nhà. Và cái nước chị nói là Thụy Sĩ. Thụy Điển Thụy Sĩ. Cũng giới thiệu là được. Thụy Điển Thụy Sĩ khác nhau hả? Khác hả? Thụy Điển Thụy Sĩ. Nãy cô nói cô ở đâu? Trời ơi, Thụy Sĩ Thụy Điển khác nhau mọi người ơi. Cô Nam là đây. Bơm ơi. Dung Nguyễn. Anh đào diện quốc thảo. Giống là đào diện quốc thảo. Giống thôi nghe chứ đừng nói là. Giống ca sĩ đào diện mà. Không đâu khi Thiên Trang mà giấu luôn. Wow, mùa rất là nhiều luôn cả nha. Hình như là mùa có phần của anh em thì thích không?
Dạ em chào chị. Gửi mấy em dạ. Chú năm nay chị ăn Tết ở Việt Nam hả chị? Yeah, là ăn Tết Việt Nam. Nào, bây giờ chị đi về bên thị sĩ hả? Đi không, ở châu thì Âu. Đi châu Âu. Dạ em lên coi tiếp. Dạ. Xí nữa là chị có lấy trên đó. Chúc em ăn Tết vui vẻ nha. Dạ cảm ơn chị. Cháu ủng hộ không lo nha. Dạ. Bà em ủng hộ đây gần cả năm nay rồi mà. Ờ chị coi rồi lúc đó mai có chúc lên tới giờ. Dạ. Chị em luôn nha. Luôn luôn đứng bên chị hầm lo chị. Dạ với em nha. Dạ. Chúc gia đình chị ăn Tết lớn nha. Dạ. Bye bye mấy em. Dạ cảm ơn chị. Cô chú anh chị ơi, Việt Kiều Thị Điển hả? Cô chú anh chị ơi, chị Việt Kiều Châu Âu tặng tiền YouTube cô chú anh chị lì xì uống nước ăn Tết. Thì em cũng đứng đây để chia sẻ cô chú anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay cả nhà, rất là thương. Mà chị giống này rất là giống là bây giờ sẽ đây cả nhà. Chị Hồng Loan đang ở cái nhà anh Hải mới đi ra ngoài để bên đi qua shop bình buôn của chú anh chị đó. Thì ngày nay cô chú anh chị nhiều lúc cô chú anh chị ở comment này kêu tin ba miền không thấy hàng buôn ken bái tin, rồi nói chung thì bái buôn mấy ken ở Hà Nội ngày nay với ngày mai cũng mới về đây nghe cô chú anh chị và các bạn đó. Cô chú anh chị thì thôi tin ba miền thì cũng cập nhật cô chú anh chị phía trước nha. Trường ngày hôm nay cô chú anh chị mến tiên miền để ủng hộ Tết bên miền không có gì tiên miền để quay cập nhật chị Hồng Loan đi đăng kịch các ti đâu sự kiện em sẽ quay cho cả nhà mình xem Tết cho nó vui hài. Còn những thời gian rảnh em không quay gì em sẽ đi quay hoa ở vòng quanh thành phố cho cô chú anh chị xem. Nhớ cô chú anh chị xem clip này nếu ủng hộ cho tiên miền nha cô chú anh chị. Thôi tiên miền xuống like xin hẹn cô chú anh chị video sau nha.